Sáng 26 tháng 4, toàn đội U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32 với nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. Chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Chu Jie từ thành phố Hồ Chí Minh tới Phnom Penh dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Huấn luyện viên Chu Jie hào hứng check-in cùng các cộng sự trước giờ lên máy bay. Nhiệm vụ của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 là bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam sau khi đã liên tiếp bước lên bục cao nhất trong hai kỳ đại hội gần nhất dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau khi đặt chân tới Vườn Nôm Bình, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ có 4 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30 tháng 4. Trước trận ra quân tại SEA Games 32, huấn luyện viên Chu Jie sẽ rút gọn danh sách từ 24 cái tên xuống còn 20 cầu thủ chính thức thi đấu và một thủ môn dự phòng. Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U22 Lào ngày 30 tháng 4, U22 Singapore ngày 3 tháng 5, U22 Malaysia ngày 8 tháng 5 và U22 Thái Lan ngày 11 tháng 5 tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.